Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 3, 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1, 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cần đề phòng những cơn bão diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có thể hoạt động yếu, rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến cuối năm, nước ta vẫn có thể hứng bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Cũng theo cơ quan khí tượng, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11 năm 2023, sau đó xu hướng dịch xuống phía nam. Do vậy, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra nhiều hơn ở miền Trung. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, trong đó, tháng 12 năm 2023 khả năng cao hơn trên 30%. Tháng 10-tháng 11 năm 2023, tổng lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 15-30%, trong đó, Bắc Trung Bộ tháng 11 cao hơn 15-30%. Tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 20-40%. Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn trừ 15% so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 10 năm 2023 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 11 đến 12, Tây Nguyên thấp hơn 15-30%, Nam Bộ xấp xỉ.